Văn Mai Hương khóc sau scandal lộ clip, những người chia sẻ, hả hê hầu như đều là đàn ông. Nhìn lại biến cố lộ clip riêng tư vì bị hack camera ở nhà riêng 8 tháng trước, Văn Mai Hương cảm thấy thương phụ nữ khi hầu hết những kẻ chia sẻ clip đều là đàn ông. Cuối tháng 12 năm 2019, nữ ca sĩ Văn Mai Hương gặp sự cố khi hệ thống camera tại nhà riêng bị đột nhập. Hàng loạt hình ảnh, clip riêng tư, nhạy cảm của cô sau đó đã bị phát tán. Dù những hình ảnh được trích xuất từ camera đều từ năm 2015, nhưng sự việc này đã trở thành cú sốc lớn đối với Á quân Việt Nam Idol 2010 thời điểm đó, khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm vì trở thành đề tài bàn tán, soi mói trên mạng xã hội. Mới đây, Văn Mai Hương vừa có những chia sẻ về ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Cô nghẹn ngào đến rơi nước mắt khi nhìn về quãng thời gian khó khăn đó. Á quân Việt Nam Idol cho biết thời điểm xảy ra sự việc là giữa lúc cô đang chạy show rất nhiều, vẫn phải cố gắng hoàn thành các hợp đồng đã ký dù đi đâu cũng bị bàn tán. Cảm xúc của tôi khi ấy chỉ muốn đi hát cho xong, đến gặp mọi người đều không có cảm xúc nào, mọi thứ đều nhanh chóng xong công việc để tôi đi về, nữ ca sĩ 9X nói. Điều Văn Mai Hương trân trọng nhất lúc ấy chính là sự động viên, ở bên và lo lắng từ đồng nghiệp, bạn bè. Hầu hết các nghệ sĩ trong showbiz Việt khi ấy đều đứng lên kêu gọi cộng đồng mạng không chia sẻ, phán tán clip nhạy cảm của cô. Nữ ca sĩ tâm sự, nhiều anh em nghệ sĩ dù chưa từng sang nhà cô trước đó đều sắp xếp đến thăm để động viên tinh thần như Miu Lê, vợ chồng Trấn Thành, Ha Ji Won, Trúc Nhân. Văn Mai Hương chia sẻ, thời điểm scandal nổ ra cô không nhận được bất kỳ cuộc gọi hỏi thăm nào từ bố mẹ và cho rằng đó là điều rất tinh tế từ phía gia đình. Nếu bố mẹ gọi thì tôi sẽ càng thấy áp lực và dù không phải lỗi của bản thân nhưng mình vẫn thấy có lỗi với gia đình. Bố mẹ chỉ gọi cho những người xung quanh để hỏi thăm tôi và nhờ họ chăm sóc từ khi ấy. Một tháng sau tôi mới dám trở về nhà, lúc đó bố tôi mới nói một câu khiến mình cảm động. Không sao đâu con, trời sập thì còn có bố ở đây mà, nữ ca sĩ khóc nức nở khi nói về điều này. Đối với nữ ca sĩ sinh năm 1994, bố mẹ đã nuôi dạy cô trở thành một người tốt theo cách tinh tế nhất, thể hiện ở chính thời điểm con gái vướng scandal nhạy cảm ngoài ý muốn. Nhìn lại chính câu chuyện của bản thân, Văn Mai Hương thấy thương cho những người phụ nữ vô tình rơi vào biến cố tương tự. Tôi hỏi chân thành, nếu những đoạn clip ấy của người đàn ông thì liệu có ai xem không? Và những người chia sẻ clip, hả hê trước những câu chuyện đó hầu như là đàn ông, Văn Mai Hương thẳng thắn khi đã bình tĩnh đối diện với scandal. Hiện tại, Văn Mai Hương cảm thấy may mắn khi tinh thần đã ổn định. Cô trở lại với công việc và vẫn được khán giả yêu thương, quan tâm. Nữ ca sĩ cho rằng chính quãng thời gian đen tối ấy đã đem lại cho cô nguồn năng lượng tích cực để sống và chăm sóc bản thân tốt hơn, có khả năng đề phòng, tự vệ cao hơn. Cuối năm 2019, khi xảy ra scandal, Văn Mai Hương từng viết lời Chúa dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đại anh em. Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai và má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nói một tiếng xin lỗi với bản thân bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. Và cảm ơn những gì đã qua để tôi được sống tiếp, mạnh mẽ hơn. Có thời điểm, Văn Mai Hương mệt mỏi, buồn bã và nghĩ tiêu cực đến mức chia sẻ với một người bạn thân mong muốn tìm tới cái chết. Tuy nhiên, nhờ bạn bè, đồng nghiệp luôn ở bên, cô đã có suy nghĩ tích cực hơn và vượt qua giai đoạn trầm cảm ấy.